Rồi, xin chào quý vị khán giả, mình là Trần Ngọc Vàng và trong phim Đi Về Phía Lửa, Vàng đóng vai Minh Long, còn đây là Thanh Hà, Toàn Thắng và Đức Anh. Xin chào tất cả mọi người. Thanh xe hóa thân và một anh chàng lính cứu hỏa có tên là Đức Anh, một nhân vật trầm tính, có vấn đề trong việc chia sẻ tình cảm, ít lời và là một người có ám ảnh tâm lý khiến cho anh ta đã thay đổi cuộc đời mình. Thanh nghĩ rằng Thanh cảm thấy tự hào và hãnh diện khi mà mình được đạo diễn hết lòng tin tưởng, trao cơ hội để thực hiện vai diễn trong bộ phim Đi Về Phía Lửa lần này. Một vai diễn đầy nam tính, đầy máu lửa và thể hiện rất nhiều khí chất của một người lính phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Để Thanh thử liệt kê ra một số điều đặc biệt mà Thanh nghĩ tới nha. Đầu tiên là Thanh được mặc những bộ đồ mà trị giá 5.000 euro, một bộ đồ mà có thể cách nhiệt rất là tốt, một bộ đồ bảo vệ những người lính cứu hỏa, những người mà sẵn sàng lao vào lửa để cứu người cứu của. Điều đặc biệt thứ hai đó là Thanh tiếp tục được làm việc với người đạo diễn, cũng là một người Anh, một trong những người đã giúp Thanh có thể biết được những nơi học chất lượng, cũng như là người đầu tiên đã cho Thanh một vai diễn nhỏ trong bộ phim đầu tiên của vai diễn đó, đó là anh Trần Trung Huy. Điều đặc biệt thứ ba đó là mình khá là ít Đà Nẵng và lần này lại vào Đà Nẵng để quay một bộ phim về đề tài phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nữa thì rất là tuyệt vời luôn, và đã được người dân Đà Nẵng là chiến sĩ và ngoài đó đã hết lòng hỗ trợ. Một điều đặc biệt cuối cùng cũng là điều mà Thanh thích nhất đó là Thanh đã học được thêm một bộ kỹ năng mới về chữa cháy, để biết đâu sau này chính mình sẽ giúp ích được cho xã hội và giúp được cho chính bản thân mình.